Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến thức bổ ích của mình. Mỗi ngày, mỗi tuần được gặp lại tất cả các bạn là niềm vui của mình. Tất cả các bạn gặp mình trên kênh Kiến thức bổ ích cũng là để có dịp chia sẻ những thông tin, những kiến thức bổ ích trong cái cuộc sống thường nhật này. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với tất cả các bạn và cũng là lời giải đáp chung cho các bạn học viên trong cái khóa trước, bởi vì là mình có hứa cách phân biệt giữa đàn Lexic và đàn Acoustic và giữa dây đàn này gắn cho dây đàn kia có được hay không. Hôm nay mình cũng xin phép chia sẻ vấn đề này. Nào, các bạn cùng theo dõi mình nhé. Như chúng ta đã biết, đàn Lexic và đàn Acoustic, hai đàn đều khác nhau hoàn toàn. Nếu chúng ta có những cái sự tỉ mỉ và có những chi tiết để chúng ta phân biệt thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phân biệt một cách rất là đơn giản. Trước tiên mình sẽ giải đáp về cái vấn đề đàn Acoustic. Thì cái đàn Acoustic này, nếu chúng ta xem ở trên cái cần đàn thì nó không có những hai cái rãnh hai bên để chúng ta phân biệt nhanh lẹ mau gọn, ta nhìn vào là chúng ta biết liền. Còn đàn Lexic thì ở trên cần đàn ở phía trên, ở phía đầu đàn ở trên thì nó có hai cái rãnh như thế. Như vậy mỗi khi chúng ta nhìn vào cái cần đàn là chúng ta sẽ nắm được ngay giữa đàn Lexic và đàn Acoustic. Như vậy là các bạn nắm được rồi đúng không nào? Về cái vấn đề này là một vấn đề quan trọng nữa, cũng là cái vấn đề thứ hai và cũng là cái đề tài ngày hôm nay, đó cũng là một cái đề tài chính. Các bạn hỏi mình nói rằng là hai dây đàn cho cây đàn Acoustic mà sang Lexic có được hay không? Bởi vì cái cây đàn Lexic và đàn Acoustic, hai cái dây này nó đều khác nhau. Bởi vì cái đàn Lexic như chúng ta đã biết để người ta sử dụng là móc Lexic, người ta sẽ ở dưới là chúng ta sẽ móc lên. Thì những cái sợi dây nó là bằng ni lông, những sợi dây nó bằng ni lông và cái cần đàn nó to, người ta sẽ rải nó và chúng ta sẽ bấm một cái nó đơn giản. Còn đàn Acoustic thì cần đàn nó lại nhỏ hơn và những sợi dây này là những sợi dây thép. Thì đây là cái điều để chúng ta phân biệt được nữa ha. Phân biệt từ xa đến gần. Xa là chúng ta sẽ nhìn cái cần đàn và gần chúng ta sẽ nhìn là sợi dây đàn. Mà những cái đôi khi là họ đã thay dây. Thì ngày hôm nay mình nói cái vấn đề là khi mà chúng ta thay dây giữa đàn này qua đàn kia có được hay không? Đấy. Trước tiên á, để có được cái câu trả lời này á, là mình sẽ phân tích cho các bạn nghe. Chúng ta xem thử coi là có thay được hay không các bạn nhé. Đàn dây ni lông tức là đàn Lexic. Như chúng ta đã biết á, cái đàn Lexic thì nói chung là đàn tây băng cầm thì nó có 6 dây. Thì trên cái cây đàn Lexic này á, họ trang bị cho chúng ta là 6 sợi dây ni lông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sợi. Thì 6 sợi dây ni lông này khi mà chúng ta căng cho đúng chuẩn, 6 cộng dây này á, cộng lại thì cái lực căng của nó là khoảng 35 kg. Các bạn nhớ nha, khi mà người ta căng ra thì cái lực căng của nó là khoảng 35 kg, tổng của 6 dây. Như vậy cái lực nó sẽ chịu đựng trên cái mặt tốp của cần đàn, mặt đàn, rồi nó sẽ chịu lên là cái phần gì, phần ngựa đàn và cái cần đàn ở trên. Như vậy là những cái nhà mà kỹ thuật, những nhà chuyên môn và những cái nghệ nhân người ta đã chế tạo ra, đã làm nó rõ ràng, tức là cái sự chịu lực của con ngựa. Quan trọng là sự chịu lực của con ngựa và cái cần đàn các bạn. Như vậy là các bạn đã nắm được là 6 sợi dây căng cộng lại khoảng là 35 kg của cái đàn Lexic. Tiếp theo là mình nói về 6 sợi dây căng của cây đàn Acoustic, tức là cộng dây bằng thép, bằng kim loại đó các bạn. Thì 6 cộng dây này á, khi mà lên căng đàng hoàng đúng âm chuẩn thì trọng lượng của nó, cái lực căng của nó từ ngựa đàn, cần đàn và đầu đàn ở trên
lực cân của nó là các bạn biết bao nhiêu không? Gấp đôi, gấp hai lần như thế, tức là 70 kg. Nếu mà các bạn nhập về những sợi dây đàn từ nước ngoài đem về, ở mặt sau của cái bao đàn á là người ta đã có ghi rõ ràng cụ thể từng dây nó nặng bao nhiêu có hết, tại đôi khi thì chúng ta không để ý đó mà thôi. Như vậy à, cái cây đàn acoustic tức là sợi dây bằng thép đó, cái chịu lực căng nó khủng khiếp, nó gấp đôi khoảng 70 kg. Thì như vậy là người ta sẽ làm cái con ngựa, tức là cái nơi chịu lực của cái thấp, tức là cái mặt đàn rất là nặng, nó nặng gấp đôi, nó phải chịu lực kinh khủng. Và sau đó là cái gì, truyền đến cái cần đàn và cái đầu đàn ở phía phía trên. Như vậy khi mà chúng ta dùng cái sợi dây thép mà thay vào cần đàn lắc xích, tức là dây ni lông, chắc chắn điều 100% là không thể nào được, bởi vì cái lực căng nó gấp đôi. Ở đây là khi mà những cái nhà sản xuất người ta đã có chịu đựng của nó là gì, cái lực căng của nó là khoảng 35 kg, mà chúng ta đưa cái cọng dây thép vào, khi mà chúng ta vặn lên dây cho nó đủ âm chuẩn thì cái lực căng của nó phải nhiêu, 70 kg. Do vậy nói về cái sự lâu dài, chắc chắn rằng cái con ngựa đàn nó sẽ bị vỡ ngay, 100% bị vỡ ngay, và cái đàn ta ảnh hưởng. Tội nhất là gì, những cái đàn của ta nhập từ nước ngoài về, đàn Nhật Bản đó các bạn, những cái đàn rất là tuyệt vời đấy, tiếng âm thanh vang nè, rồi thùng, nói chung là tất cả mọi cái đều chúng ta rất là hợp ý, nhất là những cái đàn nước ngoài nhập về. Tóm lại vấn đề, đàn acoustic tức là dây thép không thể nào gắn vào cái đàn lắc xích được, đó là một cái điều khuyên tất cả các bạn không nên. Buổi ban đầu chúng ta gắn, chúng ta chơi vẫn được đấy, vẫn được đàng hoàng, nhưng chúng ta để lâu dài một vài tháng thì nó sẽ vỡ từ từ, nó sẽ nhóm nhóm keo lên, tại cái lực căng nó khủng khiếp, nó sẽ nhóm keo lên. Cái lúc đó là chúng ta thấy là cái đàn chúng ta tổn thọ rất là nhiều, thậm chí là cái nếu mà cái đàn chúng ta không có ti bên trong là đàn cần đàn nó sẽ cong luôn. Tóm lại vấn đề, một lời khuyên chân tình với các bạn, chúng ta không nên gắn đàn acoustic, dây đàn đó acoustic vào đàn lắc xích là điều không thể nào chấp nhận được các bạn nhé. Thôi đến đây mình cũng xin phép tạm dừng. Mình chúc tất cả các bạn có những cái thông tin bổ ích trên cái kênh kiến thức bổ ích của mình. Mình chúc tất cả các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Bye bye.